Đất đá sạt lở làm sập một lớp học tại Lào Cai. Thông tin từ Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết rạng sáng ngày 11 tháng 9, khoảng 150 mét khối đất đá bị sạt lở làm sập hoàn toàn bức tường của một lớp học tại phân hiệu Cửa Cải thuộc trường mầm non số 1, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng. Bà Bùi Hải Vân, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Thắng thông tin lớp học trên được xây dựng từ năm 2016, rộng 42 m² và có 29 học sinh đang theo học. Hiện tại, phòng học không thể sử dụng được. Rất may sự việc xảy ra trong đêm nên không gây thương vong về người. Cũng theo bà Vân, hiện khoảng 50 mét tại Luy Dương phía sau 4 phòng học tại phân hiệu Cửa Cải, trường tiểu học số 2 thị trấn Phong Hải nằm gần đó cũng có nguy cơ sạt lở rất cao. Trong những ngày đầu kỳ học mới đã có rất nhiều vụ việc đau lòng xảy đến với học sinh khiến cộng đồng không khỏi xót xa. Trước đó, tại trường tiểu học Nam Lộc, xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cũng xảy ra sự việc tường nhà dân đổ đè lên một học sinh, khiến học sinh này tử vong. Cụ thể, vào sáng cùng ngày, nhà trường mở cổng để đưa một số cây cảnh vào trường. Thời gian này trùng với giờ ra chơi của các em học sinh. Lúc này, một nam học sinh lớp 5 chạy ra ngoài cổng trường chơi thì bất ngờ bị tường nhà dân cao 1,5 mét bên cạnh cổng trường đổ đè vào người. Phát hiện sự việc, các thầy cô giáo đã nhanh chóng đưa nam học sinh đến bệnh viện cấp cứu nhưng em này không qua khỏi. Cũng trong ngày 7 tháng 9 vừa qua, cổng phân hiệu Bản Phung, trường tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn bị sập, khiến 3 học sinh cả mầm non và tiểu học tử vong. Vụ việc xảy ra khi học sinh đến trường học buổi chiều. Trước khi vào lớp học, một số học sinh đã đu cánh cổng nô đùa, khiến cột cổng và cánh cổng bị đổ đè sập lên người gây thương vong. Ngoài 3 học sinh tử vong, thì còn có 3 em bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu và điều trị. Còn tại Lào Cai, một chiếc quạt trần đang quay bất ngờ rơi xuống trong giờ ra chơi, khiến em NTMT lớp 2B của trường tiểu học Kim Đồng Lào Cai bị thương ở trán. Được biết, chiếc quạt rơi xuống mặt bàn và cánh quạt văng vào trán học sinh. Còn ốc chốt ngang giữa cần quạt và bầu quạt bị gãy làm 3 phần, khiến quạt bị rơi trong lúc đang hoạt động. Rất may sự việc xảy ra trong giờ ra chơi khi đa số các em đều vui chơi ở hành lang. Sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên y tế của trường đã sơ cứu rồi đưa em T đi đến bệnh viện. Hiện sức khỏe của em T đã dần ổn định trở lại. Nhà trường cũng phân công cán bộ giáo viên tới thăm hỏi động viên gia đình học sinh. Chúng tôi là Sài Gòn TV và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để xem những đoạn clip nổi bật mỗi ngày nhé.